tôi gọi là không có cái tư duy mục tiêu. Đây là mục tiêu đúng không? Còn đây là phương tiện đúng không? Mà mình không biết mục tiêu để làm gì thì phương tiện đấy là vô nghĩa. Kinh doanh mà không đo được doanh số với doanh thu về hàng ngày nhá, là thằng đấy là một mớ lý thuyết nguy hiểm đấy. Cho nên là quay trở lại là vậy thì mô hình kinh doanh để làm gì? Ồ, ở Việt Nam mà có cái gì mà đưa ra lời khuyên mà không bắt chế mà nó thực hiện, ví dụ bây giờ thế này thôi, chỉ cần khuyên các anh chị là nên làm việc đến 10 giờ đêm, có làm không? Làm không á? Website www.covietnam.edu.vn. Hotline 0986 776 22. Tìm hiểu ngay